Huấn luyện viên Southgate dẫn dắt đội Anh là công việc mạo hiểm, không ai làm tốt như tôi. Trong buổi trả lời họp báo trước trận bán kết Euro 2024 gặp Hà Lan, huấn luyện viên Southgate kêu gọi cổ động viên ngừng chỉ trích vì ông là người đang mang đến thành công rất lớn cho đội tuyển Anh. Tại Euro 2024, đội tuyển Anh vất vả mới có thể vào bán kết. Sau khi vượt qua vòng bảng với chỉ 2 bàn ghi được, đội tuyển Anh suýt bị Slovakia loại. Tuy nhiên, rất may cho huấn luyện viên Southgate là Jude Bellingham giải cứu đội nhà với cú tung người móc bóng phút 95 trước khi Harry Kane ghi bàn ấn định 2-1 ở hiệp phụ. Ở tứ kết, đội tuyển Anh lại bị Thụy Sĩ dẫn bàn. Lần này, Bukayo Saka quân bình tỷ số 1-1 và sau đó Pickford tỏa sáng trong loạt sút luân lưu, giúp đội tuyển Anh thắng 5-3. Đáng chú ý, trận đấu với đội tuyển Thụy Sĩ ở tứ kết cũng đánh dấu cột mốc 100 trận huấn luyện viên Southgate dẫn dắt đội tuyển Anh. Tháng 9 năm 2016, nhà cầm quân 53 tuổi thế chỗ của huấn luyện viên Sam Allardyce, người bị sa thải chỉ sau 67 ngày nắm quyền. Với cột mốc vừa đạt được, huấn luyện viên Southgate cũng chính thức vươn lên đứng thứ 3 trong danh sách những người có số trận dẫn dắt tam sư nhiều nhất. Hai người đứng trên ông Southgate là huấn luyện viên Ange Ramsey, 110 trận, và huấn luyện viên Winterbom, 120 trận. Vé vào bán kết gặp đội tuyển Hà Lan là phần thưởng mà các cầu thủ đội tuyển Anh dành tặng huấn luyện viên Southgate. Huấn luyện viên Southgate vừa cán mốc 100 trận dẫn dắt đội tuyển Anh ngoài số trận ấn tượng. Số trận thắng của huấn luyện viên Southgate ở vòng knockout các giải đấu lớn, 8 trận, còn nhiều hơn số trận thắng mà các huấn luyện viên đội tuyển Anh từ năm 1966 cộng lại, 6 trận. Đặc biệt hơn, trong danh sách đó có những gương mặt lừng danh như huấn luyện viên Hodgson, Capello, Eriksen, Keegan, Hugo, Venables, Bobby Robson, Don Revy. Dưới thời huấn luyện viên Southgate, đội tuyển Anh cũng cán đích thứ tư ở World Cup 2018, vào bán kết Nations League 2019, chung kết Euro 2020, tứ kết World Cup 2022. Và nếu đội tuyển Hà Lan không thể chặn đứng đội tuyển Anh ở trận đấu rạng sáng ngày 11 tháng 7, họ sẽ có lần thứ hai liên tiếp vào chung kết Euro. Bất chấp những thành tích ấn tượng, cổ động viên đội tuyển Anh vẫn không ngừng chỉ trích huấn luyện viên Southgate. Nhà cầm quân 53 tuổi than thở, tôi chưa thấy đội nào vào bán kết mà nhận nhiều lời chỉ trích như vậy. Một môi trường bất thường đang được cổ động viên đội tuyển Anh tạo ra để chỉ trích tôi. Nếu nhìn vào lịch sử, rõ ràng không ai dẫn dắt đội tuyển Anh thành công như tôi. Chúng tôi biết rằng mọi người thất vọng với màn trình diễn tại Euro 2024 và điều đó đúng. Toàn đội đang cố gắng rất nhiều để cải thiện mọi thứ. Vì thế, mong cổ động viên hãy ngừng chỉ trích. Huấn luyện viên Southgate cũng thừa nhận việc dẫn dắt đội tuyển Anh có lẽ là một trong những công việc mạo hiểm nhất thế giới. Ông nói tiếp, đây là công việc mà bạn bị chế giễu thường xuyên và khả năng chuyên môn liên tục bị nghi ngờ, đem ra bàn tán khắp nơi. Như mọi người đã thấy, cổ động viên còn ném cả cốc bia vào tôi và họ xem đó là điều bình thường. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Anh. Tôi mạnh mẽ và đứng dậy nhanh hơn sau những nỗi đau. Chỉ có gia đình, bạn bè đang đặt cược vào chúng tôi. Không có đội nào ở Euro 2024 vượt qua nhiều khó khăn như chúng tôi. Nhận định bán kết Euro 2024, đội nào đáng sợ nhất huấn luyện viên Southgate sẽ cùng đội tuyển Anh chạm trán Hà Lan ở bán kết Euro 2024 chứng kiến những gì đang xảy ra với huấn luyện viên Southgate. Hậu vệ Luke Shaw lên tiếng bảo vệ thuyền trưởng đội tuyển Anh, sau tất cả những gì huấn luyện viên Southgate làm được, tôi không hiểu vì sao cổ động viên Anh vẫn chỉ trích. Huấn luyện viên Southgate đã đưa chúng tôi lên một tầm cao mới. Các cầu thủ đội tuyển Anh đều ngưỡng mộ ông ấy. Huấn luyện viên Southgate chính xác là những gì chúng tôi cần. Sau trận tứ kết với đội tuyển Thụy Sĩ, nhóm cầu thủ là Phil Foden, Jordan Pickford và Mark White cũng chỉ vào huấn luyện viên Southgate và đồng thanh, các cầu thủ của đội tuyển Anh mới là những người phải chịu trách nhiệm về kết quả. Mọi người hãy ủng hộ huấn luyện viên Southgate.